bạn thích xem các video TED Talk và bạn muốn giỏi tiếng Anh, hãy cùng Enjoy khám phá 5 bước học tiếng Anh qua video TED Talk nhé! Bước 1. Chọn video phù hợp. Bạn hãy chọn video dựa theo các tiêu chí, đó là video bạn thích, video phù hợp với mục đích học, video phù hợp với trình độ tiếng Anh của bạn, và cuối cùng mới là video có phụ đề. Bạn chỉ cần gõ từ khóa TED Talk hoặc vào khóa học TED Talks, bạn có thể xem danh sách các video TED Talk có trong hệ thống của Enjoy. Trên Enjoy có sẵn rất nhiều video đáp ứng được nhu cầu của bạn. Hoặc bạn cũng có thể dùng tính năng YouTube Connect để chuyển đổi một video TED Talk yêu thích của bạn trên YouTube về Enjoy. Bước 2. Xem video. Bạn hãy xem và nghe tập trung để nắm bắt được nội dung và ghi nhớ được những phân đoạn mà bạn thích nhất. Bước 3. Xem lại phân đoạn bạn thích nhất. Khi xem, đừng quên tra và lưu lại những từ ngữ quan trọng để ghi nhớ bạn nhé. Các video TED Talk thường khá dài nên bạn cần chia thành các đoạn không quá 3 phút để tập trung luyện nghe nói. Với Enjoy, bạn có thể cắt nhỏ các video để học bằng tính năng cắt thật clip. Bước 4. Chơi game. Bạn đã hiểu được nội dung của phân đoạn, giờ bạn cần luyện chủ động để học hỏi từ những nội dung đó. Hãy thực hành với Active Listening. Bạn sẽ được luyện nghe không có phụ đề, nhớ nhại lại theo những gì bạn nghe được. Sau đó, bạn có thể đối chiếu với phụ đề gốc. Game Quiz. Bạn sẽ được luyện khả năng nghe và hình thành câu bằng cách sắp xếp các từ thành câu thoại hoàn chỉnh. Game Shadow. Bạn sẽ lặp lại những gì vừa nghe được. Công nghệ nhận diện giọng nói của Enjoy sẽ giúp bạn đánh giá chỗ nào bạn phát âm còn chưa chuẩn. Game Write. Nghe chép chính tả, giúp bạn ghi nhớ mặt từ và luyện cách sử dụng từ. Và cuối cùng, game role play, game lồng tiếng. Bạn có thể nhập vai đọc lại toàn bộ nội dung của diễn giả, bắt chước theo ngữ điệu của người nói. Đây là cách rất hiệu quả để luyện ngữ điệu cho giống với người bản xứ đấy. Bước 5. Ôn tập từ vựng hàng ngày. Bạn hãy vào mục Game Center, chọn Play Now. Enjoy sẽ nhắc bạn ôn tập từ và cụm từ bạn sắp quên nhờ thuật toán lặp lại ngắt quãng. Phương pháp này sẽ giúp bạn ghi nhớ từ vựng lâu dài mà ít tốn công sức nhất. Hơn 300.000 user đang học tiếng Anh theo cách này, còn bạn thì sao? Hãy tải ứng dụng Enjoy về điện thoại để luyện tập ngay thôi!